Dạ từ chào cô chú bác anh em gần xa. Bữa nay Tường lại tiếp tục lên clip mẫu đơn lá nhỏ nha cô chú bác. Mà Tường được màu đỏ với màu vàng, với mà được 4 cây màu cam lá nhỏ. Mẫu đơn lá nhỏ nha cô chú bác. Mẫu đơn được 4 cây màu cam với màu vàng màu đỏ ở quê quán Tường ở huyện Bình Tân tỉnh Vĩnh Long. Số điện thoại của Tường là 0909 303 552. Số đó Tường xài Zalo luôn nha cô chú. Dạ mời dạ xin phép cô chú vô cây số 1. Được 4 cây màu cam. Màu cam lá nhỏ nghe cô chú, đang là lên bông. Đây, nó là màu cam là như vậy đó. Màu cam lá nhỏ Tường được 4 cây. Tán ngang nhẹ là nó được 24. Chiều cao là 25. Cây mã số 1 nghe cô chú. Trang già bự của chú ơi. Đây từ đo tổng vị trí này nó được 26. Cây này cây mã số 1. Cô chú bác chốt cây nhớ ngày nhớ mã số. Nhiều khi cô chú chốt cây chụp hình cây lại là cô chú giao cây cho cô chú, là cô chú thấy cây trong hình sao là giao cho cô chú y gan như vậy. Cho cô chú chơi cây mã số 1 từ bao sóng bao ship toàn quốc là giá là 900.000. Cây màu cam lá nhỏ. Màu cam lá nhỏ nghe cô chú. Đã gò từ đó cây. Dạ rồi, tiếp theo là cây mã số 2. Cây màu cam luôn. Nụ nè nghe cô chú. Đây. Cho cô chú xem nụ đó. Đó. Đó, nụ là dữ lắm nụ luôn cô chú ơi. Chơi Tết cô chú ơi. Tán ngang nhẹ là nó được 24. Chiều cao là 25. Cây này cây mã số 2. Màu cam. Mẫu đơn màu cam. Cây già bự lắm nghe cô chú. Được 25. Đó tại vị trí này được 25. Cây mã số 2 màu cam 900.000 luôn cô chú ơi. Rồi đó cây. Tiếp theo là cây mã số 3 màu cam luôn. Đây cô chú coi bao vườn nha. Đó. Nào, ghê cho cô chú coi nó, mặt sức đó nghe cô chú. Bông này là mình không có xử lý gì thuốc phân gì nghe cô chú, là thiên nhiên nó. Nó lên bông là thiên nhiên đó. Cây này đẹp lắm cô chú ơi. Tán ngang là nó được 20-25. Chiều cao cây này được 30. Cây này cây mã số 3 nghe cô chú. Này cái thân nó rất là đẹp nha cô chú. Cây này đẹp lắm. Được 22 nghe cô chú. Đó ở dưới này là nó được 28. Cây này tới 1 triệu đồng đang nghe cô chú. Cây này cây mã số 3 là 1 triệu đồng nha. Màu cam lá nhỏ đó. Cây giác đẹp của chú ơi. Rồi, bỏ cây. Đây, cây này là cây thứ tư, cây mã số 4 là cây màu cam luôn, được 4 cây màu cam nữa nghe cô chú. Màu cam lá nhỏ, cây này giác đẹp của chú ơi. Bông nó lên thiên nhiên nữa nghe cô chú. Để rất là đều. Chiều cao lại được 39. Tán ngang nhẹ là nó được 20. Tán ngang là nó được 25 chứ. Tán ngang nhẹ được 25. Chiều cao được 39. Cái này cái mã số 4. Đây, từ đó tại vị trí này nó được 21. Cây này già lắm nghe cô chú. Đó, cô chú coi dáng đẹp lắm. Cây mã số 4 này cũng vẫn là 1 triệu đồng luôn nghe cô chú. Màu cam lá nhỏ. Cây mã số 4 1 triệu. Bao sống bao ship cho cô chú chơi toàn quốc luôn. Rồi rồi đó cây. Tới mã số 5 là qua màu đỏ nghe cô chú. Mẫu đơn màu đỏ, lá nhỏ. Cây này cây mã số 5. Số điện thoại của Tường là 0909 303 552. Số đó Tường xài Zalo luôn nghe cô chú. Tán ngang vị trí này nó được 33. Bông nụ của cô chú coi rất là đẹp nha cô chú. Đỏ màu đỏ, đỏ màu màu đỏ lá nhỏ. Chiều cao là được 28. Rồi cái này đo được 25 tại đây nghe cô chú. Cây mã số 5 800.000, màu đỏ. Rồi đỏ rồi. Tiếp theo cây mã số 6, màu đỏ. Cây già bự lắm cô chú ơi.
Cái này chỉ cái này mới cắt ngay qua cái mặt cắt ngay, tôi thấy nhánh này nó thấp quá trời, cắt như này cho nó đẹp cái cây. Tán ngang là nó được 28, chiều cao là 27. Cây này cây mã số 6, mẫu đơn, màu đỏ, lá nhỏ. Được 23 nghe chú, đo tại đây được 23. Cây này 800 ngàn luôn cô chú ơi, mã số 6 800 ngàn. Rồi đó cây. Mã tiếp theo là mã số 7. Mỏ đọt mỏ bông luôn đó cô chú ơi, nó già đọt là nó có bông à, nó xiên bông lắm, thiên nhiên nha cô chú, không có sử dụng phân thuốc gì hết trơn luôn. Tán ngang là được 28, chiều cao là được 29. Cây mã số 7, cây gốc bự bờ già lắm nha cô chú, chơi bonsai rất là đẹp. Cây này nó được 25, đo tại đây được 25 nha cô chú. Cây mã số 7 900 ngàn, màu đỏ lá nhỏ. Rồi đó cây. Tiếp theo là mã số 8. Tán ngang được 27, chiều cao được là 21. Cây mã số 8, bông chinh chích lừ chừng nào cô chú. Được 25, đo tại đây được 25. Cây mã số 8, cây này 800 ngàn. Rồi đó cây. Tiếp theo là mã số 9. Cô chú chốt cây nhớ ngày nhớ mã số, sợ nó nhầm lẫn chứ không có gì nghe cô chú. Chú cú cô chú chốt cây nhé, chụp hình lại là mình chốt cây đó rồi mình chụp hình cây đó lại là tự giao đúng cây cho cô chú chơi. Tán ngang được 24, chiều cao là 26. Cây mã số 9. Rồi được 24, đo tại đây được 24. Cây mã số 9 800 ngàn. Rồi đó cây. Tiếp theo mã số 10. Tán ngang lại được 29, chiều cao 29. Cây mã số 10, mẫu đơn lá nhỏ màu đỏ. Được 25, đo tại đây 25. Cây mã số 10 800 ngàn. Rồi đó cây. Tiếp theo mã số 11. Mỗ cây mỗ nụ dữ lắm luôn nghe cô chú, nó nở ra là bích dịch luôn. Tán ngang được 29, chiều cao 27. Cây này cây mã số 10. Mã số 11 chứ lộn, cây này cây mã số 11 nghe cô chú. Đây từ đo tại vị trí này nó được 26. Cây này 700 ngàn, mã số 11 700 ngàn. Đổi cây. Mã số 12. Cây tàn dày đặc hết trơn rồi nghe cô chú, ấm tàn hết trơn rồi. Chơi bonsai rất là đẹp. Tán ngang nhẹ là nó được 25, chiều cao là 24. Cây mã số 12, màu đỏ lá nhỏ. Được 26, hoành đo tại đây 26. Cây mã số 12 900 ngàn nha cô chú. Cây bự già lắm cô chú ơi, khó kiếm, bự già khó kiếm lắm. Đổi cây. Tiếp theo là cây mã số 13. Tán ngang là nó được 26, chiều cao là được 22. Cây này cây mã số 13. Rồi đo tổng vị trí này nghe cô chú, nó được là 33. Đo tổng nó được 33. Cây mã số 13, cây này 1 triệu đồng nghe cô chú. Màu đỏ lá nhỏ. Đó cây. Tiếp theo là cây mã số 14.
tán ngang là được 27, chiều cao là 28, cây mã số 14, bông nụ rồi cô chú nhìn ra tấm nở đẹp cực kỳ đẹp. Cây này nó già lắm nha cô chú, có cục được 26 hoành rồi, tại đây 26, 900 ngàn, cây mã số 14, cây này 900 ngàn cô chú ơi. Rồi đó ra tiếp theo mã số 15, tán ngang được 25, chiều cao là 24, nụ rồi hết có biết luôn cô chú ơi. Đó. Rồi đó, tại vị trí này được 25, cây mã số 15 800 ngàn, màu đỏ. Rồi đó cây tiếp theo mã số 16, số điện thoại của Tường là 0909303552, số đó Tường xài Zalo luôn nha cô chú. Tán ngang là được 20, chiều cao là 22, cây mã số 16. Rồi đó, tại vị trí này được 24, 800 ngàn, cây mã số 16, 800 ngàn. Rồi đó cây mã số 17, tiếp theo mã số 17, tán ngang được 25, chiều cao 25, cây mã số 17. Cây này nó già lắm nha cô chú, nó bự kìa, nhìn ngầu ngay cái cây lắm, nhìn ở ngoài nó rất là đẹp nha cô chú. Rồi đo tại vị trí này nha, được 27. Rồi cây mã số 17, cây này 900 ngàn cô chú ơi. Đường bao sóng bao ship toàn quốc cho cô chú chơi. Đó cây. Mã tiếp theo mã số 18. Mẫu đơn màu đỏ, lá nhỏ. Tán ngang được 26. Chiều cao được 22. Cây này cây mã số 18. Được 23, đo tại đây được 23. Cây mã số 18 800 ngàn cô chú ơi. Già bự lắm cô chú ơi. Rồi đó cây. Cây mã số 19. Tự nuôi chậu này thần hết trơn à nghe cô chú. Cô chú có chút cây từ rút chậu ra bó bầu cho cô chú về chơi chậu mới, vô cho em vào chậu mới chơi cho đẹp nghe cô chú. Tán ngang được 27, chiều cao là 27, cây mã số 19. Cái này nó già nó cũng bự lắm. Được 24, đo tại đây 24, xin với cái cũ nó được 30 mấy nè nghe cô chú, cũ 37 38 nè, cũ 900 ngàn, cây mã số 19 là 900 ngàn nha cô chú. Rồi đó rồi. Tiếp theo cây mã số 20. Tán ngang vị trí này được 26, chiều cao là 28, cây mã số 20. Mẫu đơn màu đỏ, lá nhỏ. Được 26, đo tại đây nghe cô chú, đo tại vị trí này được 26, cây mã số 20 là cây này 900 ngàn luôn. Rồi đó cây. Tiếp theo cây mã số 21. Rồi tán ngang lực 23, chiều cao là 25, cây mã số 21. Được 24, cây này 700 ngàn, cây mã số 21 700 ngàn. Rồi đó cây. Dạ tiếp theo mã số 22, tán ngang được 24, chiều cao 24, cây mã số 22. Rồi đó tại vị trí này được 24, cây mã số 22 800 ngàn. Rồi đó cây. Mã tiếp theo mã số 23, chiều cao được 30,
tán ngang 24, mã số 23. Rồi đó, tại đây được 24, mã số 23, 800.000, màu đỏ lá nhỏ. Rồi đó, cái mã tiếp theo là mã số 24, màu đỏ lá nhỏ, mẫu đơn màu đỏ lá nhỏ, tán ngang được 22, chiều cao 22, cây mã số 24. Rồi được 24 hoành luôn. Đó tại đó, cây mã số 24, 800.000, màu đỏ lá nhỏ. Rồi đó cây. Tiếp theo cây mã số 25. Tán ngang được 24, chiều cao là 26. Cây mã số 25. Rồi đó tại đây nó được 24. Mã số 25, 800.000. Dạ tường bao sóng bao ship toàn quốc cho cô chú chơi nha. Dạ rồi đó cây. Rồi tiếp theo là mã số 26. Dày đặc hết trơn luôn nha cô chú. Cây bự bự già, cây lâu năm lắm cô chú ơi. Tán ngang được 28, chiều cao được 27. Cây này cây mã số 26. Rồi đó tại đây nghe cô chú được 26. Cây mã số 26, cây này 900.000 cô chú ơi. Màu đỏ lá nhỏ, mẫu đơn, màu đỏ lá nhỏ. Rồi đó cây. Tiếp theo là cây mã số 27, là từ qua màu vàng nha cô chú. Màu vàng. Số điện thoại của Tường là 0909 303 552. Số đó từ xài Zalo luôn nha cô chú. Cái mã số 27 là màu vàng. Tán ngang là được 27. Chiều cao là 25, hết hồn nụ luôn nha cô chú nè, nè, nụ nè. Ồ nhìn mê lắm cô chú ơi, đẹp. Rồi cái này đo được 19 đi, 19. Cái này 700.000, cái mã số 27, cái này 700.000, màu vàng. Dạ rồi đó cái. Tiếp theo mã số 28 là màu vàng luôn. Từ đây về sau là màu vàng luôn nha cô chú. Đó, nụ của chú coi kìa. Coi kỹ nụ dữ lắm. Tán ngang được 27. Chiều cao là được 30. Cái này cái mã số 28. Được 22 hoành. Đó tại đây. Cây mã số 28. Cây này 800.000 cô chú ơi. Màu vàng. Rồi đó cây. Tiếp theo mã số 29, màu vàng luôn. Màu vàng lá nhỏ màu vàng. Tán ngang thì được 22, chiều cao là 27. Cây mã số 29. Cây đế nở không à nghe cô chú, cây rất là đẹp. Được 20 hoành, đó tại đây, 20 hoành nghe cô chú. Mã số 29, cây này 700.000. Màu vàng. Rồi đó cây. Tiếp theo mã số 30. Tán ngang là được 24. Chiều cao là 27. Nụ rồi cô chú coi rất là đẹp. Nhóc chân. Rồi đó tại đây nó được 22. Cây này 700.000, mã số 30, 700.000. Rồi đó. Mã số 31. Cây già bự lắm cô chú ơi, nhìn ngoài rất là đẹp. Ngầu nghì cây lắm. Tán ngang được 25, chiều cao được 30. Cây mã số 31. Rồi cái này đo tại đây nó được 25. Cây mã số 31, cây này 800.000 nha cô chú. Rồi đó cây. Mã số 32. Quê quán Tường ở huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long. Số điện thoại là 0909 303 552. Tán ngang được 26.
chiều cao 26, cây mã số 32. Đủ rồi, hết biết luôn của chú ơi. Nó nở ra là không có thấy lá đó, thấy bông không à. Được 20 hoành đó, tại đây 20, 700.000, mã số 32, 700.000. Rồi đó, mã số 33, cây mã số 33, tái ngang là được 30, cái này tái ngang 30, chiều cao 28, cây mã số 33. Cây thần hết trơn nghe cô chú. Rồi đó đây được 23, 22, đó đây được 22, mã số 33, cây này 800.000. Rồi đó, mã tiếp theo, mã số 34. Cây nhìn có duyên cây lắm nghe cô chú. Rồi vị trí này được 29, chiều cao 27, cây mã số 34. Rồi đó đây được 21, cây này mã số 34, cây này 800.000. Cây đẹp cây của chú ơi. Rồi, tiếp theo mã số 35. Rồi tái ngang được 25, chiều cao được 30, cây mã số 35. Rồi cái này đo vị trí này được 22, cây này 700.000, mã số 35 là 700.000, mẫu đơn màu vàng, lá nhỏ. Rồi tiếp theo là mã số 36. Đủ của chú coi kìa, đó hết được biết luôn. Tái ngang được 28, chiều cao được 30. Nè cô chú coi đủ rồi nè, nó nhìn thấy đẹp dữ lắm luôn. Cây mã số 36. Rồi cái này được 24, đó tại đây 24, mã số 36, cây này 800.000. Rồi đó, cây mã số 37, màu vàng, cây bự cây già lắm nha cô chú, nhìn ngầu nghì lắm. Tán ngang được 24, chiều cao được 26, cây mã số 37, màu vàng. Rồi đó, tại vị trí này cây này được 23, cây mã số 37, cây này 800.000. Rồi đó, cây mã số 38. Tán ngang thì 26, chiều cao cái này được 29, cây mã số 38, màu vàng. Nụ đẹp lắm người luôn. Rồi cái này được 22, mã số 38, cây này 700.000, màu vàng. Rồi đổi cây, mã số 39, cây này tán gì là hết chê kêu chú, rất là đẹp, mã số 39, bông nụ của chú nhìn thấy đẹp. Tán ngang cây này 27, chiều cao là 26, cây mã số 39. Cái này được 22 hoành, 22 đo tại đó, cây này 900.000 đang nghe cô chú, cây mã số 39, cây này 900.000. Gốc nở lắm nghe cô chú. Rồi đó cây. Tiếp theo là cây mã số 40, là cây mã cuối clip của từ ngày hôm nay nghe cô chú. Cây mã số 40 là cây màu vàng. Cây vàng. Tán ngang thì nó được 20, chiều cao là 22. Cây này cây mã số là 40. Ấm tàn kính đều đẹp dân nha cô chú. Cây này được 24 hoành nha cô chú. Cây mã số 40, cây này màu vàng là 900.000 luôn nha cô chú, 900.000. Dạ từ bao sống bao ship cho cô chú chơi toàn quốc, khi đi từ rút chậu về cho cô chú thay cho mới chơi.
Dạ rồi, quê quá Tường Ân, huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long. Số điện thoại là 0909 303 552. Số đó Tường xài Zalo luôn nghe cô chú. Dạ Tường hẹn cô chú bác gặp Tường live clip sau sao ạ. Dạ Tường xin chào. Cảm ơn quý cô chú anh chị đã xem hết video, chọn được cây ưng ý, liên hệ với nhà vườn Mạnh Tường để chốt cây. Số điện thoại được đặt trên tiêu đề và trong mô tả. Trân thành cảm ơn, trân trọng kính chào và hẹn gặp lại những video tiếp theo.